Nhất là những cái bạn trẻ vẫn còn đầy những hang máu. Em nghĩ kỹ rồi, giải tán, không ở được giải tán như thế này sống nhau làm sao được. Khi nào thì chúng ta mới nên đưa đến cái quyết định ly hôn ạ? Cả năm trời không thèm đụng vào với nhau, giường ai người ngủ cứ như là hai người xa lạ. Thì tôi nghĩ duy trì chẳng để làm gì. Chào các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong chuỗi chương trình trò chuyện cùng anh Đinh Đoàn. Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ là ly hôn, một chủ đề mà chúng ta đã nghe đến rất nhiều. Nhưng ngày hôm nay dưới góc nhìn của anh Đinh Đoàn thì sẽ gửi đến các quý vị khán giả những góc nhìn rất là mới về chủ đề này. Xin chào anh Đinh Đoàn ạ. Rồi, xin chào em và tất cả các bạn đang theo dõi chương trình. Thưa anh Đinh Đoàn, trong quá trình mà rất nhiều năm tư vấn cho các cặp đôi ấy, thì có khi nào mà anh gặp một cái tình huống là có những cặp vợ chồng mà họ nằng nặc đòi ly hôn, nhưng mà một thời gian ngắn sau thì họ lại quay trở lại nhờ anh tư vấn cái cách để nối lại quan hệ với người cũ không ạ? Thật ra thì đúng là rất nhiều đôi ly hôn với những lý do mình có nói vui là rất lãng xẹt. Chỉ vì thấy trong điện thoại của chồng có cái tin nhắn mùi mẫn với ai đó mà mình nổi tự ái lên, xong rồi nói với nhau nặng lời. Sau đấy thì ông chồng nói là không chấp nhận được thì giải tán. Cô vợ cũng bảo giải tán thì giải tán. Thế rồi bên kia bảo thế thì cô viết đi. Bà vợ trong lúc điên thì cũng viết ông kia ký xoẹt, vân vân. Và chỉ độ tháng sau thì họ không còn là vợ chồng. Thế hoặc là có những cái trường hợp vì những cái tự ái nó không đáng có, hoặc là người ta cho rằng đã là vợ chồng thì phải thế nọ phải thế kia, tức là mình cầu toàn quá mà không biết rằng là cuộc sống hôn nhân, cuộc sống vợ chồng nó có đầy rẫy những thứ trắc trở mà đôi khi cần chúng ta sự kiên nhẫn để sửa sang, vá víu, chắp nối, chứ không phải là chọn một lần ngon lành là cứ mãi mãi như thế ngon lành mà dùng đâu. Chính vì nhiều những cái cuộc ly hôn vội vã cho nên là tòa người ta cũng đã đặt ra cái lộ trình ly hôn, người ta không ly hôn cho ngay đâu. Anh chị có đưa đơn thì người ta cũng phải nói rằng thông qua hai lần tư vấn hòa giải. Lần thứ nhất là mời hai người lên suy nghĩ kỹ chưa, nhất là những các bạn trẻ mà trong lòng vẫn còn đầy những hang máu à. Em nghĩ kỹ rồi, giải tán không ở được giải tán, thế này sống nhau làm sao được. Bên kia giải tán thì giải tán, thế lại ra về tòa lại bảo thôi thì về nghĩ tiếp, rồi hẹn một tuần hay hai tuần sau lên để hòa giải lần hai. Sau hai lần hòa giải không thành công thì tòa người ta phải thực hiện cái thủ tục là ra quyết định ly hôn. Nhiều người đúng là đòi ly hôn đằng nạc thật, nhưng rồi chạy từ nỗi đau này sang một nỗi đau khác lớn hơn, tự nhiên thì giờ xách vali ra đi. Với phụ nữ thì lại càng khó khăn hơn rất là nhiều, một mẹ một con ở nhà thuê không có ai trông nom chăm sóc đã là một chuyện rồi, nhớ nhau chứ. Ở đời nó có một cái chuyện người ta nói rằng là xa thơm mà gần thì không thơm nữa. Ở gần thì thấy ghét nhau không chịu được, nhưng mà mới đi một tuần đã thấy cũng nhớ bố nó. Nói thế chứ trừ mỗi cái chuyện là hay nói tục, chỉ mỗi cái chuyện là hay nhậu, chứ còn cũng tốt lắm, cũng khỏe lắm, rồi cũng biết thế nọ thế kia. Thành ra bắt đầu thấy thiếu thiếu nhau, mon men nhắn tin thế có nhớ người ta không. Thả thính đó mà, bởi vì không lẽ lẽ này đòi là anh ơi mình quay lại đi, thì cũng phải thăm dò xem là bên kia có còn nhớ không. Đã có một vài trường hợp không nhiều lắm là rồi lại quay trở lại, là thôi mình xí xóa làm lại từ đầu, nhưng mà vì lười vì ngại không muốn đi đăng ký cái hôn trở lại thì thôi cứ thế về dọn ở với nhau. Mọi người cũng biết rằng hai đứa nó đã từng là vợ chồng, nay nó lại về với nhau, thế thôi, cũng không ai truy xét về việc là thế nó có đi đăng ký kết hôn lại không. Nhưng mà về ở với nhau được một thời gian nó lại nảy sinh mâu thuẫn, lúc ấy thì giải tán thực sự mà mình không thể níu kéo nổi, vì thời gian vừa qua là đâu có phải là vợ chồng, hai người đã trở thành là hai người độc thân và tự ghép lại ở với nhau. Thế mới nói rằng lưu ý mọi người, người ta ốm đau ấy thì trong đời cũng phải nhiều lần đi viện, cũng phải khắc phục, chứ không phải lần nào ốm nó cũng phải tử vong, đúng không? Của hôn nhân cũng thế, đã lấy nhau rồi có nhiều lúc nó sứt mẻ, nhiều lúc cãi nhau bất hòa, mâu thuẫn, thậm chí có người này vướng vào những cái lỗi nọ lầm kia, chúng ta hoàn toàn có thể khắc phục, sửa chữa, chỉnh trang, uốn nắn. Vì hai con người là hai con người rất độc lập, nay dọn chung về nhà nó có đầy những thứ xích mích mâu thuẫn, đừng có vội vàng, hơi một tí là dọa ly hôn rồi, hoặc là điên tiết lên đòi ly hôn thật. Nếu cái người nào hơi một tí dọa ly hôn thì sau này dễ nó bị nhàm ấy, gọi là nhờn thuốc. Có những người vợ nói 5 lần 7 lượt là không lấy được thì giải tán, ly hôn. Bên kia thì về sau thì lúc đầu người ta còn sợ, về sau biết là chỉ nói mồm thế thôi chứ không dám ly hôn thì thích ly thì ly, cũng không dám nói nữa.
bất đắc dĩ lắm thì mới ly hôn. Vâng ạ. Trong cái quá trình mà thực hiện chương trình thì có rất nhiều anh chị đặt câu hỏi cho anh Đinh Đoàn là chồng tôi như thế này, chồng tôi không quan tâm tôi này, hay là chồng tôi không có chính kiến này, bây giờ tôi có nên ly hôn hay không, hay là chồng tôi không có kinh tế thì tôi có nên ly hôn hay không. Vậy thì ngày hôm nay thì nhân cùng nói về cái chủ đề ly hôn thì xin được dành câu hỏi cho anh Đinh Đoàn. Anh Đinh Đoàn có thể dành cho các vị khán giả một cái lời giải đáp là khi nào thì chúng ta mới nên đưa đến cái quyết định ly hôn ạ? Cái việc thứ nhất là anh ấy hơi nhút nhát này, anh ấy không có ý chí tiến thủ này, anh ấy chỉ làm viên chức nhà nước lương có 7 triệu mà ly hôn thì tôi nghĩ là không biết là cái nó hơi dễ dãi quá. Vì mỗi người nó có một cuộc sống khác nhau, anh ấy còn được 7 triệu cho người nó chỉ có 3 triệu thì sao? Có người thậm chí còn chẳng có, chưa có công việc thì mới cần đến nhau, cần đến nương tựa, mới cần díu vào với nhau đúng không ạ? Chúng ta chỉ ly hôn khi thế này ạ. Cuộc sống chung mất an toàn. Ví dụ ông chồng này bạo lực, ngày ông đánh lên bờ xuống ruộng đã mấy lần phải đi cấp cứu, lần thì ông đạp vào bụng đã phải gãy hai xương sườn, lần ông tát vào nát vẹo cổ, lật mặt chảy máu mồm vân vân. Mà ở thêm ngày nào thì lúc mà có một lúc nào đấy ông điên lên ông ấy làm cho mình không an toàn. Hoặc cái thứ hai là cuộc sống vợ chồng nó nhàm chán, nó nhạt đến mức độ là chung sống với nhau mà cả năm trời không thèm đụng vào với nhau, giường ai người ngủ, không thèm quan tâm, đi sớm về muộn, không thèm chào thèm hỏi nữa, vân vân. Thì đấy là về mặt tình cảm, thậm chí cứ như là hai người xa lạ. Thì tôi nghĩ là duy trì chẳng để làm gì, thà không có, chứ có mà như không thì không thể làm gì. Thế còn thì với tất cả những cái lỗi lầm, người ta nói là bài toán nào trong đời cũng có ba cách giải. Cái thứ nhất là chấp nhận, nếu không chấp nhận được thì cố gắng sửa chữa cải tạo. Sửa chữa cải tạo không được thì buông. Đấy, thì đến bước 3 mới là bước buông. Việc đầu tiên thì chẳng hạn với ông chồng, ông ấy được cái hiền, ngoan nhưng mà thiếu ý chí tiến thủ. Trông thấy người ta mong muốn vươn lên để làm ông chủ, làm giám đốc, ông này chỉ chấp nhận là làm ông thầy giáo chẳng hạn. Thì mình nhìn theo cái hướng khác tích cực đi. Ôi tốt, ông là người lương thiện, người ta làm thầy giáo, làm thầy thiên hạ, lương thấp thật nhưng mà ra đường có người kính người nể, tư cách đạo đức tốt, rồi cũng là chịu khó chia sẻ việc nhà với vợ, rồi cũng chăm con, đặc biệt hai đứa con rất quý ông ấy kỹ năng giao tiếp tốt, đối nội đối ngoại tốt, thì nó sẽ bù đi. Mình nhìn ấy, cái tích cực, lấy cái tích cực mà át cái tiêu cực, bởi vì con người ta không có ai tốt hoàn toàn, vẫn chẳng có ai hoàn toàn xấu. Thế nếu mình cứ nhằm vào cái xấu thì mình thấy tệ lắm, nhưng mình sẽ nhìn khác đi một tí đi. Hay là cô vợ thế, chịu thương chịu khó, có công ăn việc làm, khỏe mạnh mấy năm trời chả tốn viên thuốc nào, khỏe lắm, cứ ăn bữa ba bát cơm, đặt lưng là ngủ ngáy o o, vợ thế mới là vợ chẳng hạn. Thế rồi sinh hai đứa con, một trai một gái, cũng chia sẻ gánh vác với chồng. Chỉ tội mỗi bà này là tính bà phổi bò chẳng hạn, hay là tính hơi nóng tính, nói đến thì không được dịu dàng. Thì mình lại phải nhớ thế này, một người người ta tự lập tự chủ, người ta làm được, người ta tiền, người ta ăn to nói lớn, người ta có học có hành, đi đến cơ quan, người ta giữ vị trí xã hội nhất định ấy, mà lại bắt người ta phải dịu dàng ra, thưa thì lấy đâu ra, đúng không? Thế thì mình lại nhìn là cái mặt tích cực, đấy là cái mặt chấp nhận. Còn thì nếu mình thấy không chấp nhận thì mình góp ý nhau, anh thấy em rất là tốt, chỉ có là tính em hơi nóng, mà cái việc nóng ấy thứ nhất là em khổ hơi một tí thì em sồn sồn nên em là người khổ trước, hai nữa là em ảnh hưởng tới con đấy, bây giờ con đang bắt chước em, nhắc nhau thế nào cải tạo mãi không được rồi thì bắt đầu mới buông bỏ nhá. Nó phải có lộ trình của nó. Hãy nhớ lộ trình của này, chấp nhận nghĩa là thôi kệ, ông ấy có thế ông ấy lấy đến mình, nếu tốt quá đã chắc gì mình lấy được ông ấy, hay là nếu cô ấy mà lại hoàn hảo quá thì có khi cô đã lại trông đến người này khác chứ không đến lần mình. Đấy là chấp nhận. Còn không chấp nhận thì khắc phục cải tạo, chỉ khi hết sức rồi mà không cải tạo được, mà cũng không chấp nhận được thì mới buông. Vâng ạ, vậy thì trong trường hợp mà các cặp đôi phải đi đến cái quyết định cuối cùng là ly hôn, thì theo anh Đinh Đoàn làm thế nào để mỗi người họ đều có được một cái sự cân bằng sau ly hôn ạ? Tôi nghĩ là trước khi đi quyết định ly hôn thì chúng ta nên có một cái thời gian gọi là, người ta vẫn nói đấy, là đôi khi ở với nhau ấy, là cứ hay xích mích rồi ghét nhau, nhưng mà khi đứng lùi ra xa để ta nhìn nhận lại cái xem chúng ta có cần nhau nữa không, rồi đứng ở một khoảng cách đi, cho nên người ta lựa chọn cái là ly thân. Thực ra ly thân là bước đệm để một là nhận ra rằng là xong tự nhiên mình vẫn thấy nhớ, mà thật ra mình cũng rất còn yêu ông ấy và cũng thấy còn cần nhau, thì rồi sau cái ly thân ấy chúng ta lại hòa hợp và cái tình cảm nó sẽ được gọi là tốt lên.
Thế còn có những trường hợp mà ly thân xong thấy chính là cái ly thân thế này hay này, gánh nợ này nhẹ cả người lên dễ chịu thì người ta đến cái quyết định là ly hôn. Thế còn thì nhiều người khi đã quyết định ly hôn rồi, hãy nhớ trong cuộc đời này nó có cái bài hát mà tôi không biết tên là gì ấy. Hội ngộ rồi chia ly, cuộc đời vẫn thế, có kết hôn thì cũng sẽ có ly hôn, có gặp gỡ thì cũng có chia tay, đây là hai mặt của một vấn đề. Trong cuộc sống này làm gì có cái gì mà nó lại hoàn hảo, mức độ 100 đôi lấy nhau thì là 100 cứ sống với nhau hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Có thể có những cái lý do nào đó mà người ta phải ly hôn, với cái tỷ lệ ly hôn hiện nay nó 20 đến 25% thì tôi nghĩ rằng là nó không phải là cái điều gì đấy nó kinh khủng lắm. Vậy thì đã quyết định ly hôn thì hãy khép lại một trang của cuộc đời và hãy nhớ rằng là cánh cửa này đóng lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra, rất là nhiều người có cơ hội đi bước nữa, có điều kiện rằng là bước sau ấy thì phải rút kinh nghiệm của bước trước, chứ nếu mà lại cứ 5 lần 7 lượt rồi cũng vẫn như thế, lần trước vỡ phải một ông nhậu nhạt, thế là lần thứ hai đã bập một ông suốt ngày chỉ có mình quán xá thì cũng không có ý nghĩa của cái ly hôn. Người ta ly hôn mục đích để mong muốn có một cái mới tốt hơn, giống như người ta đập phá cái nhà cũ, nghĩa là người ta kỳ vọng xây một cái nhà tốt hơn, chứ còn đập nhà xong đi ở nhà thuê hoặc là đi ở vỉa hè thì đấy là một sự dại dột, đúng không? Vâng ạ, thế thì sau khi mà người ta ly hôn rồi, sau một thời gian cân bằng lại được cảm xúc này, và đến một cái giai đoạn thì những người chồng, những người vợ đó lại nảy sinh những cái tình cảm với những người mới và họ muốn tiến tới hôn nhân, gọi là đi bước nữa một lần nữa đấy ạ. Thế thì theo anh Đinh Đoàn, làm thế nào để cho mọi người có được cái cách bắt đầu một cái cuộc hôn nhân mới nó tốt đẹp hơn và nó không lặp lại những cái sai lầm trước ở cái cuộc hôn nhân trước ạ? Chúng ta bước vào cuộc hôn nhân mới khi trong lòng thì một là phải quên hết chuyện cũ, gác lại thì không có cái đoạn cứ thỉnh thoảng thì phải gặp bố, một tuần lại cứ phải gặp một lần thì nhớ lắm mà lại giờ lại cứ đi đòi đến với một người đàn ông khác trong khi mà vẫn cứ cặp kè với chồng cũ hay là với vợ cũ, thì nhớ là phải gác lại, phải hết tập phim này người ta mới chiếu tập khác, chứ trên truyền hình cũng thế chứ, cái đoạn làm sao mà chiếu cùng lúc hai tập phim, đúng không? Cái thứ hai là phải gác bỏ hết hận thù, không còn ân hận gì. Chúng ta bước vào một cuộc hôn nhân mới mà chỉ vì hận thù cái trước, nhiều anh ly hôn vợ xong sẵn sàng để lấy một cô vợ tuần sau hay là tháng sau, cưới ngay cô vợ trẻ hơn mình, không phải vì yêu mà chỉ để cho cô biết rằng là cô quyết tâm bỏ mình đây nhá, không thiếu nhá, cô bỏ tôi lấy được vợ trẻ hơn. Thực ra không phải vì yêu đương mà vì một cái hằn học, vì một cái muốn trả thù, thì cái cuộc hôn nhân ấy cũng sẽ không vướng vào cái nọ thì cũng vấp vào cái kia. Cho nên là nói là để cho lòng thanh thản bước vào cuộc hôn nhân mới, gác lại hết chuyện cũ là một, hay là không có hận thù gì nữa và thỏa thuận tất cả những cái chuyện gì của quá khứ, con thế nào, thăm nuôi ra sao, ai đóng góp bao nhiêu, thì vậy là thống nhất rồi, không còn có tranh luận tranh cãi nữa, thì chúng ta hoàn toàn bước vào cuộc hôn nhân mới, chúng ta cũng toàn tâm toàn ý với người mới hơn, người mới không bị thiệt thòi và chúng ta cũng chia sẻ với người kia là đấy, em thì có một cuộc hôn nhân đổ vỡ rồi, chúng em chia tay nhau 3 năm rồi, 4 năm rồi, thật ra lâu lắm nay thỉnh thoảng anh ấy có đến thăm con thôi, còn thì em bây giờ trong lòng là không còn có vấn đề gì, người kia người ta cũng cảm thấy nó yên lòng hơn, chứ để người ta cứ phải đi điều tra xét hỏi thế em có còn gặp lại chồng cũ thôi rồi thì rất là mệt, đúng không? Anh Đinh Đoàn có bao giờ gặp phải cái tình huống là có những người vợ ly hôn chồng vì chồng đã rất là nhiều lần có người thứ ba ngoại tình, nhưng sau đấy một thời gian thì chính cái người vợ này sau chia tay, sau ly hôn thì lại cũng rơi vào một cái tình huống là trở thành người thứ ba của một cái gia đình khác không ạ? Ồ, cái này thì gặp nhiều ạ. Tôi gặp một cái trường hợp là cái người phụ nữ này phát hiện là chồng có bồ, thì tất nhiên là nó cũng chưa nặng lắm, mấy lần đầu lại chót gặp bồ với lại bạn của vợ, cho nên là cô vợ điên này, cô vợ không thể chấp nhận được rồi, rất là nặng lời và nói rằng không thể chấp nhận với người chồng như thế. Thì tôi cũng có tư vấn, tôi phân tích rằng thật ra cái lỗi ngoại tình là cái lỗi mà nhất là ở cái thời buổi này mà dễ nhiều người bị vấp phải lắm, nếu mà cứ ngoại tình là phải bỏ nhau thì có lẽ đến đến, đến mấy chục phần trăm ly hôn mất thôi. Thế thì xem cái thái độ của anh ấy khi phát hiện thế nào, có ăn năn hối cải không, cái hoàn cảnh đưa đẩy hai người đến cái việc mà người ta đi nhà nghỉ với nhau là cái gì, hôm với một bữa nhậu rồi nó đưa đẩy em vân vân thế nào. Thế thì tôi, nhưng mà chị thì không, phải ly hôn, tha rằng ở vậy chứ không thể ở với một người chồng mà lại phản bội. Bây giờ mỗi lần gần ông ấy để em cứ thấy em run người lên, em cảm thấy em ghê tởm, bởi vì ông ấy đã đụng vào người em, ông lại đụng vào người khác, ví dụ như vậy, rất cực đoan. Thôi chị khuyên chả được thì chị quyết tâm chị ly hôn. Một thời gian sau thì chị phạm vào hai lỗi liền. Cái lỗi thứ nhất là chồng cũ của chị đã đi lấy vợ, nhưng chị lại vẫn nhớ
Bởi vì anh chị rất hợp nhau được mắt trên giường và năng tình dục, mà chị thì chưa đi lấy chồng. Thế cho nên là chị là người chủ động, cứ thỉnh thoảng nhắn là hôm nay con nó ốm anh về để đưa con đi viện chứ em lo quá. Thật ra thì tạo cơ hội thôi mà. Và chị đã phạm tội là ngoại tình với chồng cũ của mình, nhưng chính đáng là gì ạ? Đã bây giờ là chồng của người khác. Đúng. Và bản thân chị ngày xưa là rất căm ghét những người mà cứ đi giằng chồng người nọ, giật chồng người kia. Thì nay chính mình chị cứ bíu díu với cái người chồng cũ ấy. Mà đối với đàn ông thì thật ra thì có thể một chút máu tham, nhưng một chút là thói quen, đến thăm con tiện thể thăm mẹ lại ngủ lại tí. Thế thế này vợ kia thì cũng có mà vợ cũ thì vẫn còn. Thời gian là duy trì như thế thì đúng là chị ấy vô tình là chị đang đang cắt mọi những con đường đi của mình. Một người đàn ông nào ta dám đến với cái chị mà khi mà chị vẫn còn gì ạ? Cứ thấy thỉnh thoảng lại thấy chồng cũ về lại lén về buổi trưa lại thấy hai vợ chồng đóng cửa và với nhau. Mình không cắt đứt được cái quá khứ đi rồi mà thì không không mở được cái hướng cho tương lai, và chắc chắn đời chị như thế chị sẽ rất khổ rất là nhiều. Nên là với nhiều lỗi lầm của người vợ hay người chồng, chúng ta hãy nên độ lượng. Có những thứ mà chúng ta cực đoan quá, chúng ta cầu toàn quá thì cũng không tốt đâu. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ của anh Đinh Đoàn. À, vâng thưa quý vị, rõ ràng là một cái sự cực đoan thì nó là một cái liều thuốc độc, nó có thể giết chết rất là nhiều cái mối quan hệ và đặc biệt là trong vấn đề hôn nhân gia đình. Và để đi đến cái quyết định ly hôn hay là chia xa đối với các cặp vợ chồng thì có lẽ rằng là chúng ta cũng cần phải cân nhắc rất nhiều yếu tố và phải cho nhau cái thời gian để được sửa lỗi hay là để được trở thành cái phiên bản tốt hơn của mình thay vì là cực đoan và dẫn đến cái quyết định ly hôn một cách chóng vánh, đúng không ạ? Cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe buổi trò chuyện ngày hôm nay cùng với anh Đinh Đoàn và hẹn gặp lại mọi người trong những chủ đề tiếp theo.